Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong chương 1 thì chúng ta được học về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Thì thầy đã làm tất cả các bài và tất cả các phần bài tập để các em hiểu rồi, có đúng chưa nào? Thì nói chung ấy, tại vì ở trong chương 1 là nó kế thừa của cái học kỳ 2 của năm học lớp 10 các em ạ. Nên cái việc học của chúng ta khi mà kế thừa, nên là khi chúng ta đã được học ở năm học lớp 10 rồi, nên là chúng ta lên cái chương trình 11 này, và chương 1 thì chúng ta học rất là dễ và rất là nhanh tiếp thu, có đúng chưa? Nhưng đặc biệt các em chú ý này, sang cái chương 2 là cái chương tổ hợp xác suất ha, thì nó gần như là không có liên quan gì các em ạ, không liên quan gì tới cái chương 1 là hàm số lượng giác và phương trình lượng giác cả, mà nó chuyển hẳn qua một cái vấn đề khác hoàn toàn mà gần như hồi giờ các em chưa được học. Ví dụ như ở chương này thì nó liên quan, ví dụ ở chương trình lớp 6 chẳng hạn. Ví dụ như chúng ta học về tập hợp. Tập hợp thì chúng ta được đếm các cái số phần tử của tập hợp. Ví dụ như cho tập hợp A đi. Ở trong đó có các phần tử là, ví dụ là 1, 2, 3, 4, 5 đi. Thì người ta hỏi các em là có bao nhiêu phần tử. Thì chúng ta sẽ đếm được và trả lời. Bằng cách là chúng ta sẽ liệt kê các phần tử ra, chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5 là có bao nhiêu phần tử đó. Và chúng ta kết luận. Không, nghĩa là thầy đang nói cái sự liên quan về toán học một chút xíu là như vậy. Nhưng ở cái chương 1 và chương 2 này gần như nó không liên quan với nhau cả. Nên chúng ta trong quá trình học chúng ta phải hết sức chú ý, được chưa nào? Thì cái chương này này, chúng ta sẽ được học các kiến thức về tổ hợp và lý thuyết về xác suất các em ạ. Và phần thứ nhất là bao gồm là quy tắc cộng và quy tắc nhân. Thì về cái phần quy tắc cộng và quy tắc nhân này chúng ta sẽ được học ở trong cái bài số 1 sắp tới đây. Nên là chuẩn bị thầy giới thiệu xong là thầy sẽ quay cho em ở cái bài 1 là quy tắc đếm. Thì quy tắc đếm thì nó bao gồm là quy tắc cộng và quy tắc nhân. Thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sâu, được chưa nào? Các cái khái niệm, các cái kiến cái công thức về hoán vị này, em thấy nghe rất là lạ lắm các em. Từ cái chương trình trung học cơ sở cho tới chương trình toán học lớp 10 thì những kiến thức này các em chưa được tiếp xúc. Nên là chúng ta thấy rất là lạ lắm, đúng không nào? Hoán vị chỉnh hợp này, tổ hợp này, các bài toán về nhị thức Newton này đó, và các cái áp dụng của nó được trình bày. Và cái phần tiếp theo cung cấp những khái niệm mở đầu và các công thức đơn giản nhất về lý thuyết xác suất này, một lĩnh vực quan trọng của toán học có nhiều ứng dụng trong thực tế, có được chưa nào? Đó, nên là chúng ta trong quá trình học chúng ta phải hết sức chú ý. Và những cái phần này nó không sẽ liên quan với nhau hết các em trong cái chương 2 này, được chưa nào? Ok, và thầy cũng sẽ sử dụng những cái vốn từ, những cái kiến thức của thầy có được để mà thầy dạy như nào để cho mà các em dễ hiểu nhất, được chưa nào? Ok, thì các em nếu mà các em tin tưởng thầy thì các em cứ vẫn để trên màn hình đó các em xem thử là chúng ta học qua video của thầy liệu các em có hiểu hay không, rồi chúng ta mới comment dùng thầy, có được không nào? Rồi, thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho các em ở cái bài số 1, đó chính là quy tắc đếm. Thì trong quy tắc đếm này, chúng ta phải phân biệt khi nào chúng ta, nghĩa là sau khi học được cái bài này, chúng ta phải phân biệt khi nào chúng ta sử dụng quy tắc cộng và khi nào chúng ta sử dụng quy tắc nhân. Các em hiểu nào? Và cái cách nhận biết của nó để chúng ta áp dụng trong từng cái dạng toán, trong từng bài toán cụ thể là như thế nào? Được chưa nào? Đó, ok. Ngay từ cái đầu đề thì chúng ta thấy từ đếm. Đếm thì giống như liệt kê các phần tử ra, đếm 1, 2, 3, 4, 5, hoặc là dùng 1 con vịt, 2 con vịt, 3 con vịt gì đó, gọi là đếm. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nha. Nói dòng, nói dài, hóa ra nói dài các em ạ. Thông thường là như thế. Thầy thì cũng không thích muốn nói nhiều, nhưng mà không nói nhiều thì lại các em lại không hiểu. Nó nghiệt như vậy các em ạ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu này, tìm hiểu một cái phần này trước nha, để mà những cái sự liên quan về toán học này ở trong cái phần này nó cũng khá là quan trọng này. Như vậy thì trong đại số tổ hợp có nhiều tập hợp hữu hạn mà ta không dễ dàng xác định được số phần tử của chúng. Thì cái phần này chúng ta đọc chúng ta hiểu nè, nghĩa là ví dụ như là tập hợp các số tự nhiên các em, như n các em, tập hợp các số tự nhiên thì nó là hữu hạn. Thầy nói hữu hạn là thầy xin lỗi em, nếu mình nói n tập hợp số tự nhiên là gần như là gì các em, gọi là vô số phần tử đó, vô hạn ha, không có giới hạn, có đúng không nào?
Còn ở đây á, mà nó phải hiểu hạn thì là có giới hạn nhưng mà cũng không dễ dàng gì mà đếm được cái số phần tử của nó đường nào, chứ không nói bảo bị nhầm mà không chỉnh lại là ngay là hỏng ha. Như vậy thì cái số phần tử của tập hợp hiểu hạn n hiểu hạn A, tập hợp hiểu hạn A được ký hiệu là đây này, cái này em ghi giùm thầy cái phần này vô nhé. Thầy đọc lại này, số phần tử của tập hợp hiểu hạn A được ký hiệu là n, mở ngoặc của tập hợp A ở đây. Thì người ta cũng dùng cái ký hiệu, ngoài ký hiệu này ra thì người ta cũng có thể dùng ký hiệu này, nghĩa là hai này là như nhau được chưa nào, để biểu thị hoặc là để chỉ ra cái số phần tử của tập hợp A. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần ví dụ này. Nếu A bằng ABC, ở đây có mấy phần tử này, ABC là có 3 phần tử. Như vậy thì ở đây em thấy này, đó người ta ký hiệu này, đây chính là cái số phần tử của tập hợp hiểu hạn A này, là gồm có 3 phần tử này. Chúng ta không thích ký hiệu như này thì em sẽ ký hiệu như thế này được chưa nào. Ở cái phần B này, người ta cho tập hợp A này từ 1 tới 9, tập hợp B là từ 2 đến 8, nhưng mà đây là số chẵn nha, được chưa nào. Thì ở đây nếu như người ta đếm này, nếu tập hợp A là gồm có mấy phần tử, 9 phần tử này, tập hợp B có mấy phần tử, 4 phần tử. Thì ở đây các em thấy là A, cái ký hiệu này là gì? Các em, A sẹt B này là chính là gì? A trừ B. Không, A trừ B. Như vậy thì ở đây các em sẽ lấy là gì? 9 trừ 4 thì bằng bằng 5. Cái ký hiệu này chúng ta được học rồi, năm học lớp 10 rồi, đúng không nào? Đó, ví dụ như cái này chúng ta hay gặp ở cái tập xác định. Cái tập xác định có đúng chưa nào, là trừ ra, nghĩa là không không lấy cái phần đó, nghĩa là x khác mấy đó, các em còn nhớ là x khác mấy. Ok, thì đó là phần giới thiệu để chúng ta nhớ lại những kiến thức toán học liên quan để mà chúng ta sẽ nắm. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần 1 là quy tắc cộng nha các em nhé. Đối với quy tắc cộng cũng như là quy tắc nhân, đáng lẽ thầy sẽ làm song song cùng một lúc, một bên là quy tắc cộng, một bên quy tắc nhân, để mà so sánh để các em thấy khi nào sử dụng quy tắc cộng và khi nào sử dụng quy tắc nhân. Nhưng mà để làm được điều đó thì trước hết chúng ta phải đi theo thứ tự ở trong sách, xem thử các em có hiểu hay không đó, sau đó thầy sẽ chốt lại để mà chúng ta sẽ sau khi học xong thầy chốt lại, à quy tắc cộng này, quy tắc nhân này, khi nào sử dụng anh này và khi nào sử dụng anh này trong một cái bài toán cụ thể hay là phần ứng dụng nào đó, có được chưa nào nhá. Về quy tắc cộng các em, bây giờ ví dụ này, trong một hộp chứa 6 quả cầu, đây các em, 6 quả cầu là được đánh số là từ 1 tới 6 là màu trắng này, và 3 quả cầu ở đây là màu màu đen này, được đánh số là 7, 8, 9 ha. Người ta hỏi là có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy, nghĩa là ở đây người ta hỏi là có bao nhiêu cách chọn ha, có bao nhiêu cách chọn sao các em một trong các quả cầu ấy. Như vậy thì nếu như ở đây thầy chọn quả cầu màu trắng thì thầy có mấy cách chọn, nếu quả cầu màu trắng ở đây thì có 6 cách, 6 cách chọn có đúng không. Còn nếu mà thầy chọn quả màu đen thì ở đây là có 3 cách cách chọn. Ở đây thầy giảng ở trong sách, đừng kem đừng ở vỉ rồng vỉ rắn giống như thầy ở trong sách này em nhớ, tại vì thầy đang giảng để các em hiểu thôi. Như vậy nếu như mà thầy chọn màu trắng là có 6 cách, màu đen là có 3 cách, như vậy thì tổng cộng để chọn ra một trong các quả ấy thì tổng cộng có mấy mấy cách các em, chỉ có 9 cách. Nghĩa là ở đây các em sẽ lấy 3 cách này và cộng với 6 cách này thì ra được 9 cách. Các em hiểu không? Tại vì nó đã được đánh số phân biệt rồi, quả số 1, quả số 2, quả số 3. Các em hiểu nè. Đó, ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần quy tắc nha. Quy tắc này, quy tắc cộng này. Thầy đọc thử các em có hiểu không nha. Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động nha, một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có M cách thực hiện, hành động kia có N cách thực hiện không trùng, nhớ là không trùng với bất kỳ cách nào của hành động thứ nhất, thì công việc đó có M cộng N cách thực hiện. Các em hiểu nào? Nghĩa là ở đây là gì này? Các em có thể riêng cái phần quy tắc này thì các em sẽ ghi vào ở trong trong vở giúp thầy được chưa nào. Bây giờ thầy trình bày như này để các em có thể hiểu như này. Bây giờ chúng ta xét một công việc nào đó nha,
xét một cái công việc, được chưa nào? Như vậy thì ở đây này, nếu như chúng ta có m cách thứ nhất để hoàn thành công việc, công việc thầy ghi tắt nhé, có m cách thứ nhất để hoàn thành công việc nghĩa là gì? Các em ngầm hiểu này, nghĩa là chỉ cần m cách này là đã thực hiện được cái công việc này rồi nha. Hoặc là gì, có n cách thứ hai để hoàn thành công việc ha. Ở đây các em lưu ý mà chỉ cần một trong hai cách để hoàn thành công việc, đó thì từ đó chúng ta sẽ suy ra là cái số cách hoàn thành công việc nó sẽ là, chúng ta sẽ lấy m cộng n cách. Các em hiểu nào? Thầy giảng xíu để các em hiểu này. Nghĩa là ở đây là gì? Nếu chúng ta xét một công việc nào đó, giống như hồi nãy là chúng ta có 6 cái quả cầu màu trắng được đánh số theo thứ tự là 1 từ 6, 1 2 3 4 5 6 đúng không? 3 quả cầu màu đen được đánh số thứ tự là từ 7 8 9. Thì ở đây người ta hỏi là có bao nhiêu cách để chọn ra một quả cầu trong số các quả cầu đó. Thì ví dụ như ở đây chúng ta chọn ra quả cầu màu trắng, ví dụ vị trí số 2. Khi chúng ta chọn được như vậy một cách là đã hoàn thành xong công việc theo cái yêu cầu của người ta rồi. Các em hiểu không? Tiếp tục chúng ta chọn lần thứ hai, ví dụ chúng ta thò tay chúng ta bóc ra quả cầu màu trắng có vị trí số 6 là chúng ta đã hoàn thành. Như vậy thì tổng số cách đây sẽ là 9 cách chọn. Và nhớ rằng giùm thầy là ở đây nó không có sự trùng lập, nghĩa là gì? Có m cách thứ nhất để hoàn thành công việc và có n cách thứ hai để hoàn thành công việc. Và các em lưu ý rằng giùm thầy là hai cái cách này thực hiện này nó không trùng lập. Ví dụ như ở đây khi chúng ta bóc vào quả cầu màu trắng ở cái số 2 thì chỉ có một, chứ không thể nào trùng lại một lần nữa để mà bóc, ta thò tay vào chúng ta bóc mà được cái quả cầu cái số 2 lần thứ hai được. Tại vì khi đó chúng ta đã lấy quả cầu thứ hai ra khỏi túi đó rồi, thì trong đó nó chỉ còn là 8 quả cầu thôi. Các em hiểu nào? Nghĩa là không trùng lập, không trùng lập. Nghĩa là gì? Ở đây chỉ cần một trong hai cách để là hoàn thành công việc. Nghĩa là cách này cũng được mà cách này cũng được, nó không trùng lập gì hết. Thì khi đó các em sẽ lấy là gì? Sẽ lấy là m cộng n cách. Các em phải nhớ rằng thầy như vậy nha. Đây chính là cái quy tắc cộng. Thì để hiểu thêm thì chúng ta sẽ làm cái hoạt động 1. Có được không nào? Cái hoạt động 1. Ok. Rồi, ta đi sang hoạt động 1 nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái hoạt động 1 em. Hoạt động 1. Trong ví dụ 1 là cái ví dụ về cái quả cầu màu trắng với số quả cầu màu đen em. Ha. Ký hiệu A là tập hợp các quả cầu màu trắng, B là tập hợp các quả cầu màu đen. Nếu mối quan hệ giữa cách chọn một quả cầu và số các phần tử của hai tập hợp, không, mối quan hệ của nó. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ký hiệu. Bây giờ thầy ký hiệu để các em thấy nha. Ký hiệu A'B lần lượt là tập hợp các cái quả cầu cầu trắng, A là trắng và B là đen. Khi đó ta có này, nhưng mà cái tập hợp A màu trắng thì người ta được đánh số theo thứ tự là từ 1 tới 6 đúng không? Là 1 2 3 4 5 6. Còn tập hợp B đó chính là 7 8 9. Thì rồi. Được chưa? Đó. Bây giờ người ta yêu cầu các em là gì? Nêu mối quan hệ giữa số cách chọn một quả cầu và số các phần tử của hai tập hợp. Ha. Như vậy thì ở đây các em thấy này. Khi đó thì các em thấy là vì là cái số phần tử của tập hợp A, người ta ký hiệu là NA,
thì bằng mấy phần tử? 6 phần tử, đúng không? Còn số phần tử của tập hợp B thì có 3 phần tử, có đúng không? Khi đó nếu như mà chúng ta giao, chúng ta tập hợp A mà giao với tập hợp B, giao nghĩa là lấy cái phần chung, các em hiểu không? Giao của hai tập hợp, các em nhớ ở chương trình toán học lớp 6 cũng như là toán học lớp 10 các em chúng ta được học rồi. Giao đó chính là lấy cái phần chung của hai tập hợp, nghĩa là vì hai tập hợp như này, đây thầy nhắc lại đây, ví dụ đây là cái phần này là phần giao này, là phần chung, phần giống, không nào? Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng tập hợp gì? Rộng. Tại vì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì ở đâu có gì giống đâu, có đúng không? Như vậy thì chắc chắn ở đây chúng ta phải là hợp chứ không thể giao được. Các em hiểu nào? Đó, nên N này là gì các em? Chúng ta sẽ hợp tập hợp A và tập hợp B, nó sẽ bằng là N của A, N của B, nghĩa là cộng tất cả số phần tử nó lại nè, 6 cộng 3 này sẽ bằng 9, được chưa nào? Trong đó ta giải thích thêm là trong đó A hợp B, không? Hợp B là tập hợp các quả cầu trắng và đen, được chưa? Đó, cái hoạt động một thì người ta trình bày như thế. Giao các em đã nhớ về giao với hợp chưa nào? Thấy chưa? Kiến thức thầy nói các em ngay từ lớp 6 luôn, những kiến thức này chúng ta được học ngay từ lớp 6, lớp 10 chúng ta cũng đã được học lại, lớp 11 chúng ta lại tiếp tục cũng được sử dụng, đúng không nào? Ok, bây giờ chúng ta đi sang cái ví dụ 2 các em nhé, ví dụ 2 được không nào? Rồi, về ví dụ 2 này, cái này người ta đã giải rồi, thầy chỉ phân tích và chỉ ra những cái mà người ta làm thôi các em nhé. Có bao nhiêu hình vuông trong hình 23? Đây các em, có được không nào? Như vậy thì nếu như ở đây chúng ta đếm á, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ở đây tới 22 thì chứng tỏ là 10 hình, có đúng chứ nào? Giải này. Nhưng mà ở đây á, các em, nếu như ở đây người ta nói mình những hình vuông nhỏ này á, là có 10 hình, nhưng ở đây chúng ta ngầm hiểu, chúng ta ngầm hiểu này, ở đây mỗi hình đó là 1 cm. Thầy lấy ví dụ này, ví dụ như cái hình này cũng là một hình này, cái này nhìn này, thấy không? Đây đây đây, đó đó đó, em hiểu không? Rồi đây này, đó. Nên là ở trong đầu chúng ta, nếu chúng ta đọc và hiểu một cách nôm na thì game đếm như này, game sẽ kết luận là 10 hình là sai ngay. Mà ở đây tại sao người ta lại cho kích thước của game chiều dài và chiều rộng, có đúng không? Ở đây là 1 cm, đây 1 cm, chứng tỏ bên đây 1 1, thì đây là một hình vuông, thì nhìn vào là có, sẽ có là 10 hình vuông nhỏ. Nhưng ở đây này, ví dụ này, đây thầy vẽ để game thấy này, nó 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, thấy không? Hiểu không? Chứ nếu như cái hình tổng to như này là hình chữ nhật rồi, hay là cái hình như này là hình chữ nhật rồi, chúng ta không thể tính được. Các em phải trong đầu chúng ta phải hiểu như thế, thì khi đó cái bộ não chúng ta phát triển được. Ok, rõ ràng chỉ có thể có các hình vuông cạnh 1 cm và 2 cm. Ký hiệu A là tập hợp các hình vuông có cạnh 1 cm và B là các tập hợp các hình vuông có cạnh là 2 cm. Các cạnh là 2 cm, ví dụ như đây là cái hình vuông, đây là 1 cm này, đây cũng là 1 cm, thì tổng cái cạnh này là 2 cm này, đây cũng 2 cm này, đây 2 cm, đây 2 cm, các em hiểu không nào? Đó, như vậy thì nếu như A là tập hợp là 1 cm thì nó có tổng cộng là mấy mấy cách? Là 10, là 10 ô này. Còn nói nếu như mà là B là cạnh 2 cm thì nãy thầy đếm rồi, 1 này, rồi 2 này, rồi 3 này, rồi 4. Em hiểu không? Như vậy thì nó có 4 cách. Như vậy thì ở đây chúng ta không có giao mà gọi là hợp, ha? Thấy hợp không? Cái này, này, thấy chưa? Nếu như giao á, cái này, nếu giao là bằng tập hợp rỗng này, các em thấy giống như này cách trình bày của thầy đó, vì A giao B,
nghĩa là lấy cái phần chung thì đâu có gì chung đâu, nên là nó ra được tập hợp rỗng này. Còn nếu mà a hợp b là tập hợp các hình vuông trong hình, cái số phần tử của tập hợp a là 10, số phần tử của tập hợp b là 4, nên là gì, n của a hợp b thì nghĩa là na cộng nb thì ra được là 10 cộng 4 thì bằng 10, 14, vậy có tất cả là 14 hình vuông, hiểu chưa? Đó, như vậy thì bây giờ chúng ta đã rõ về cái quy tắc cộng chưa? Hãy nhắc lại nữa là quy tắc cộng nghĩa là chỉ cần một cái cách thực hiện là đã, một cái hành động là đã thực hiện xong cái công việc người ta giao rồi, không cần phải sử dụng cái cách thứ hai. Nghĩa là ở đây những cách này nó không trùng lập nhau, nhớ chúng thầy, nó không trùng lập bất kỳ cách nào mà của cái hành động thứ nhất. Các em hiểu nào? Ok, thì khi đó chúng ta sử dụng cái quy tắc cộng. Trong clip sau thì thầy sẽ quay cho em ở quy tắc nhân, và trong cái quy tắc nhân này thầy sẽ chỉ ra sự khác biệt của quy tắc nhân và quy tắc cộng để chúng ta áp dụng được chưa nào. Chứ nếu như bây giờ thầy mà quay quy tắc nhân nữa thì thầy nói với em là clip này nó phải tới 4 đến 50 phút nên là rất là dài, mà thầy nghĩ dài thì các em xem nó rất là nhàm chán, đúng không nào? Nên là trong clip hôm nay thì thầy chỉ quay tới này thôi. Các em nhớ like, comment, tích cực và chia sẻ bài giảng với thầy. Nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy các em nha. Ok, cảm ơn em. Và thầy cũng sẽ cố gắng hết sức để mà theo các em cho tới hết cái chặng đường phổ thông này. Nên các em, để tạo động lực cho thầy thì các em phải làm những gì mà thầy cũng đã nói hồi nãy nha. Ok, cảm ơn em. Bye bye.